Sao con ăn được thì con tả lại chỗ cũ đi con. Chỗ cũ hả? À, tả lại chỗ cũ đi, để anh bàn đi con, để anh bàn. À, để anh bàn. Mời bà Bảy và bà Sáu ăn đi. Sáng nay thì... Sáng nay ngủ một đêm thức dậy. Thì giờ cả nhà mình... Cô Tiên nói là xuống dưới, ở dưới ăn buffet ở trong khách sạn này luôn. Hôm qua thì ăn buffet ở ngoài, còn bữa nay thì ăn buffet ở trong khách sạn. Giờ mình chuẩn bị đi. Mình đang chờ cô Tiên ở bên kia cổ qua. Ngày hôm qua mình có bộ đồ ướt, cái mình giặt rồi mà mình không biết sấy, thì mình mượn cô chỉ mình sấy giùm. Mình sấy ở trên hả cô? Không, sấy trên giặt dưới. Cô chỉ con đi. Khó. Khó hả cô? Không có. Tại cái máy này chắc nó làm cái con bấm này ha. Dạ. Xong con bấm này vô nè. Dạ. Con mới quay cái này nè. Ít đồ thì chừng 100 chắc được rồi. Dạ. Máy của con nó không có work. Máy của con sao bị gì rồi? Máy của cô chạy hay không? Máy cô có một cái là nó chạy thôi. Rồi được rồi. Ừ, nó chạy kìa. Nó còn hơi hở tí, hơi nó hơi ra. Đó, mình đi ăn chút xíu mình lên cái là nó khô queo. Dạ. Đồ ít thì bấm 1-2 bộ thì đây. Còn đồ khá thì đây. Còn đồ nhiều nữa thì con để đây. Nó quay theo này, hướng này, tới đây hết là nó stop. Cô ơi, hai cái máy này nó giống nhau không? Hay là nó khác nhau cô? Nó giống nhau nhưng mà một cái là giặt, cái là sấy. Dạ. Ừ. Nó dính chung hay là nó riêng hả cô? Cái này chắc người ta ráp riêng á. Dạ. Thường thường nó không có dính chung đâu. Hệ thống ta đáp riêng. Ở đây cái máy này mắc tiền cho nên là ít có ai xài, cho nên con cũng không biết xài lắm. Có hình như mười mấy triệu. Dạ. Con cũng mới mua cho ba má. Dạ. Vi mang nhét vô đi con. Khánh Vy ơi, mang nhét vô đi Khánh Vy. Út mang nhét vô cho con đi Út. Lộn chân, lộn chân. Ở cái áo bà mới mua, bà mới cho mặc vô mà. Đích vẫn hay mặc này đó. Không đi. Không đi. Máy để cái mình có tâm dài mình phun những máy. Yêu quá chứ. Nhắm cũng hay quá. Đi, giờ mình đi. Để theo thẻ nhanh bạn, để họ vốn được. Cái đó thẻ chưa? Ra hết chưa? Dạ ra cô. Dạ hết rồi, có còn không có giặt không giặt đâu. Chút mình ra sẵn, trước khi mình đi, mình gặp gia đình mình kỷ niệm. Dạ. Mấy cái này tranh trừ tượng hả cô? Ừ. Mình nhìn mà không biết gì hết. Nhóc luôn, chỗ nào cũng có ở đây á. Dọc theo đường đi. Hả? Chưa, từ nhắn tay đó. Bấm số 0, bấm số 0 xuống dưới ăn. Ủa, dưới số 0. Ừ, bấm số 0. Gì vậy? Gì tiền? Tại vì chỗ cắn này vậy. Đây. Mình đứng ở tầng cái tầng số 5. Thì mình bấm, mình lấy cái thẻ của mình quẹt vô. Thì nó cho mình bấm số 0 thì nó cho mình xuống số nào mình xuống hả tiền, đúng không? Cái này đâu có quẹt hả? Cái này không quẹt hả? Xuống không quẹt, lên mới quẹt. Muốn đứng ghế anh, muốn đứng ghế anh. Cái anh hả? Chưa, bóp đứt cái 200 ngàn phải không? Anh nắm tay em đi. Nắm tay em đi anh. Vô, vô, bóp đứt cái 200 ngàn phải không? Tại chị em là sao? Ở đâu là trên mạng phạt đó, có đích cái phạt 200 ngàn đó. Em không biết đâu. Ở trên mạng đó. Ví dụ mình đi thờ bởi đâu. Ừ, đi thờ máy. Cái này. Nó nắm không? Tại em. Dạ, nắm tay. Rồi, dạ, 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 em ra. Em dắt em đi nha. Nắm tay anh đi con, nắm tay anh đi ra. Nhấn cái nút ở đây thì có không? Nhấn cái nút bên này.
cái nút mới ra được. Cái lực mới ra gì á, đi thang máy á. Giờ mình xuống tầng số 0. Ở đây có buffet. Một con chim, hai chim, ba chim, bốn, năm, sáu, bảy, tám chim. Đây là bánh mì. Mẹ khoái ăn đó chứ gì? Không biết rồi. Mẹ thấy ngày đó mẹ khám khoái ăn đó gì Hương? Chị Hương ăn thử đi, lát chị Hương ăn thử, ngon lắm. Thịt xông khói kìa. Mẹ mình đó, thích ăn cái thịt xông khói này nè. Đây là cái gì mà không biết nữa. Bánh đồ ăn sáng đó mà ngoại à, khoai với sữa mình ăn vô á. Cái này là bánh ngọt cao cao. Cái này là bánh gì Dung? Bánh gì đẹp quá hả? Bánh gì ngõ tâm có nhân á. Cái này là đồ ăn sáng nè, ngũ cốc ăn sáng. Mình nhớ bữa hổm Dung đi Nhật về Dung có mua đồ vi ăn á. Trái cây dưa lưới với lại dưa lưới, còn bên đây là nhãn nè, bên đây là thanh long, bên đây là bưởi. Đây là nhãn này là gì Dung? Cái này là gì? Là loại salad á, để bóc một bụi dễ rồi. À, với rau nẻ phải không? Đây là cháo trắng một vịt muối với hộp vịt bắc thảo. Ăn gì đèn? Ăn gì ạ? Miếng hả? Đây có gì đèn? Đây có gì đó? Có nước. Ở trong đây có gì đó? Có nước chứ đâu có gì đâu. Qua ăn gì? Dì Hương coi gì, dì Hương ăn gì ta? Bà Bảy ăn thịt xông khói vậy? Ăn đi dì Hương. Cưng ăn gì á? Ồ mẹ mình thái ăn thịt xông khói, mình lấy thịt xông khói tước luôn nè. Bánh bao với thịt xông khói. Con ăn gì vậy con? Cháo trắng vịt muối. Cháo hai con ăn cháo vịt muối. Mẹ ăn món Mỹ với món Tàu. Đi đi Mỹ xong rồi đi Tàu. Con qua ăn miếng không hả? Đi ăn nào. Đi xong rồi đây nè con. Đây nè. Đây là mẹ ngồi đây. Qua đây ngồi nè con. Cái này không để đây. Giờ mình đi lấy đồ ăn. Ăn gì giờ đây? Ăn thịt xông khói, mình cũng thích ăn thịt xông khói nữa, mình giống mẹ. Cái này là gì vô? Cái này mặn rồi nọt rồi vô. Cái này là... Em không biết cái này là gì đâu. Nó có tên rồi mà... Chiên hư, đen hư. Em không biết chữ này. Mà
hay nhìn giống như nếp chi, ăn giống nhìn cái kiểu nha, là giống như người ta trong tiệc cưới ăn chung với vịt quay á. Cái này hôm qua ăn rồi. Cái này là cái xúc xích phải không? Cái này với cái này nào ngon hơn? Em thử cho mọi cái em thử đi. Một cái này là gì? Có gì lá chanh. Hả? Còn này. Thôi ăn này đi. Ăn ăn đồ Tây. Ăn đồ này đồ Mỹ phải không? Vậy lại nha. Còn bên đây là gì vậy ta? Cơm. Không, không đâu. Đây là cơm gà Hải Nam. Cái này là ăn với cái này nè. Bỏ vô đây hả? Bỏ vô đây kìa. Vậy hả? Con này là gì ta? Hả? Không muốn ăn đúng lắm. Thử. Bò này là bò lúc lắc. Còn này là gì không biết nữa. Bánh bao, cá chảo. Gà Hải Nam. Sườn kinh đô. Anh ơi cái này là gì vậy anh? Cái này là nấm chiên giòn. Nấm chiên giòn hả? Ăn thử, vô ăn vô. Nấm nghe. Chi. Dạ. Ba cục ha. Cái đó là gì vậy cô? Hủ tiếu xào hả? Dạ. Cái cọng bự này ở thành phố có bán. Trứng phở xào. Hủ tiếu xào áp chảo, cái này chỉ có người Hoa, người Tàu á. Dạ. Người Hoa người ta nó xào kiểu này. Anh giỏi quá. Ừ. Cái loại trứng gà cho nó. Không cầm dao không? Không, không đừng cầm dao không, dơ dơ. Đi ra nè, đi. Ăn cái cá này nè, đi. Dạ, nướng chiên bọc. Thích thích rồi, đi. Đi ăn thích thích. Để nó chạy chơi đi. Nào đó nè. Ăn ngon. Miếng ngon không? Ngon, miếng ngon á. Còn ngon. Con nói cái làm này không? Đi uống nước cho mẹ. Đi đi. Cái nó đeo anh cả. Đi. Không ăn cá đi. Không ăn cá đi. Đi không ăn cá đi. Không ăn cá. Ôi. Em cười cho kêu anh đàng hoàng. Anh kêu ăn. Kêu anh cỡ cỡ lên đâu biết gì. Anh ơi. Chưa anh ơi chứ con ừ anh đâu biết. Nè, nè. Nè ăn thịt xong khói thấy ngon không? Muốn gì ngon. Thịt xong khói ngon mà. Ngon ngon. Ăn nữa rồi nha. Thôi để em món khác. Thôi để em món khác. Nó làm món gì? Nó ngỡ ra. Nó ngỡ gì đâu con. Nó dễ giặt ngon. Cho hôi dúng không? Không đèn hơi chua. Kéo nữa rồi, xem dây vậy. Anh sợ rồi, anh sợ rồi. Muốn luôn hả? Muốn đẹp tự tự. Em mà. Trời ơi, thích rồi. Nó đeo anh. Không, đeo anh quậy. Rồi muốn ngồi chưa? Có tên dây gì vậy ta? Tên dây gì vậy? Tiền. Không mẹ. Tiền. Mình đi sợ luôn mày. Mình đi sợ em đế này luôn mày. Ở nặng có không mẹ. À, nhảy mình anh ngồi luôn hả? Ngồi chưa? Ngồi rồi. Thôi sợ luôn mẹ. Để anh ăn đi con. Để anh ăn. Để anh ăn. Để anh ăn một chút. Để anh ăn chút rồi chơi con. Để ăn chút rồi chơi. Bún đó. Anh bún ai bún anh. Bún đó. Trời ơi, nhà giống em, bên này có giờ của ba anh. Bên đây nè,
tới giờ không có em, còn đây là tới giờ không có anh. Nó đeo vô. Vậy con ngồi đây với anh nè, con ngồi đây đúng đây nè, ngồi sau lưng em nè. Ở đây. Ừ. Ừ, ngồi đây đi. Rồi ôm em đi. Rồi tắt. Rồi ngồi vậy nha. Rồi ôm anh luôn. Rồi ngồi ở bên cho chắc chúng ta. Lấy nước ép cà rốt. Ở đây có sẵn có nước ép thơm, nước ép cà rốt. Uống cái này cho nó đẹp da. Mình khát nước từ sáng giờ. Có nước đá rồi, có sẵn rồi. Cái này lạnh sẵn rồi mà chưa có đường. Uống vậy nó ngon hơn bỏ đường. Bữa nay thì Dung với Hoa với Tiền ba đứa bận có một cái quần à. Ba cái áo luôn. Ăn đường qua. Cái gì mà nó ngủ. Bánh mì. Bánh mì. Ngồi với anh à, chút nữa theo anh ở đây với anh luôn nha. Mẹ đi về nha. Chịu không? Chịu không? Mẹ đi về dưới luôn nha. Con ở đây với anh nha. Chịu không? Chị Hương uống gì vậy chị Hương? Dạ. Chị quẹn qua bà ngoại cho ăn bún kìa Vi. Vi chỉ biết bún thôi chứ không có phân biệt miếng với lại mì với lại phở làm sao á. Cái gì có dài dài sợi sợi Vi kêu bằng bún. Qua đây nè. Đi qua đây cho anh ăn được không? Muốn anh đi. Muốn anh đi theo hả? Ừ, uống đi cầm chắc nha con. Ba miếng. Ủa nó làm sẵn vậy? Ba chưa ăn nữa. Dì Hương. Dì Hương ăn gì nữa đi. Tiền lấy miếng cho chị Hương kìa. Mình đang ở trên lầu mà không biết. Mình bước xuống cái nữa là tới dưới đất kìa. Con thử miếng viên ngon.
Vi, Vi ăn nữa được không? Vi, Vi. Anh nuôi con ha, ha chịu không? Anh nuôi con lắc đầu, không chịu. Hả? Không chịu cửa. Tấn công gì rồi? Tấn công quá là đau. Vậy hả? Tội nghiệp đi quá hả? Hấp khô hô à? Anh làm bánh hay gì anh? Cái này là làm trứng. Dạ. Trứng omelet. Dạ. Là cái món nào ở đây anh? Ở đây không có, phải kêu có rồi. Cái món này. Đấy hả? Dạ. Đây ngon là. Dạ. Cá hả? Dạ. Hay ngon. Dạ thôi. Chút nữa mang về mang này. Này ngon nè anh, ai ăn cũng khen. Con ăn thêm nước leo anh chị ơi, nước leo nãy nghe chưa qua miếng chưa còn ngon quá còn tính ăn nữa à? Ăn nữa cũng có sao đâu, ăn tự nhiên. Nấm, nấm chiên. Nấm chiên. Chiên giòn. Ông múc giùm em miếng nước chứ. Hay đợi chiều. Đắt quá. Cá liền giờ vậy, kiểu này giờ cá qua bỏ cái cà chua. Chào. Cái này cãi gì vậy? Ngổ vậy? Ngổ vậy hả? Cái này là gì vô? Bỏ này là không biết tên. Cái này là gì vậy? Bỏ này được không? Không, bỏ ai bỏ một cái số thôi. Vậy hả? Cô ơi, cái này là gì vậy cô? Cái này là gì vậy cô? Số nó hả? Còn này cái gì? Mình để hai cái mình tổng cho biết nha. Cô nói được hai cái được mà. Thank you.
Bánh bánh này, bánh này, bánh này, bánh này ngon không ta? Bánh này ngon. Ăn ngon. Ăn tốt.